Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổng hợp 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nhé. Super video game 2. Let's go. Sẽ sang đến game thứ hai, sóc quân số vây. Game này rất là hay update các bạn nhé, cho nên các bạn chơi nó sẽ không bị nhàm chán. Ok, mình làm cái này, bỏ bay thôi. Thank you.
về nữa. Ok. Rồi tiếp này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ 3, Payback 2. Play. Come to. Let's go. Wow, rất là đông đông đối thủ luôn. Mình sẽ xuống đây là bắn từng người một. Rất là xa kia, ok. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ 4, Hello Survivor. Ok, let's go. Đầu tiên các bạn chạy theo quả bóng. Khi đi theo quả bóng các bạn mới biết được thứ nguyên nhân ông này làm những việc xấu gì. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải nhập những cái này để mình chuồn vào nhà ông ta. Thank you.
chúng ta phát hiện ra mình ở bên trong phòng nó rất là nhanh. Ok, chúng ta pin lên đây thì các bạn rất là an toàn thôi. Mình sẽ vứt cái này đi. Và bây giờ thì mình sẽ chui xuống đây lấy chiếc chìa khóa màu đỏ. Ok. Ok, và bây giờ mình đã vào trong căn tầng hầm. Đây là một tầng hầm của chúng ta. Tầng hầm rất là hoành tráng luôn. Chúng ta thuê cả, chúng ta tạo ra cả robot làm việc trong đó. Cho con dao lên. Sẽ sang đến thứ 5. The Flash. Let's go. Ok, và bây giờ mình sẽ sang tới game tiếp theo, Scary Teacher 3D. Chapter 3.
xem. Yummy, yummy. You know I can't stop at just one glass. Be right back. I could have eggnog all day, every day. In my tummy. Oh, I think something is wrong. Oh, my stomach. Oh, must hurry. Ok, và bây giờ thì sẽ là cái tới gần thứ 7. Time start. Let's go. Sang tới tiếp theo. Hotel Titan. Hotel Titan.
và mức độ khó càng cao. Sang cái tiếp theo, hello Slagball, Ian Six. Let's go. Đây có hai chú, có một quả trứng ở dưới đây. Còn một cái gì đó nữa. Oh my gosh, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Đây là đôi chân thần tốc, wow, khỏe lên. Thank you.
Okay, bài này mình đã học. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Never fall. Okay, let's go. Oh, mình cứu xuống mà sao được nhỉ? Lại bắt một phần nhảy à? Ok, mình sẽ làm lại vào đây. Sẽ sang một tựa game tiếp theo. Dog is a cream. Nhiều phần 12 đến là 13. Game này chính tránh cái số là 13 cho nên là đọc 11, 11 và 12. Okay, let's go. Một chú, chú này sao lại? Chú bắn thẳng luôn mọi người. Okay, let's go. Bây giờ mình đi sẽ đi vào điểm mà bản đồ chỉ. Đó là vào một phần. Nhìn đây. Okay, let's go, let's go. Đây rồi. Một cái kiếm samurai. Okay. Bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.